Ngày 3 tháng 4, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, rằng Nga có kế hoạch huy động thêm 300.000 binh sĩ vào mùa hè, theo đài RT. Ông Peskov đưa ra phản ứng trên ngay sau phát biểu của ông Zelensky tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ở thủ đô Kiev, Ukraine. Trong đó, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông không thể nói chính xác Kiev cần nhập ngũ bao nhiêu binh sĩ nhưng cho biết Nga đang chuẩn bị huy động thêm 300.000 quân trước ngày 1 tháng 6. Đáp lại, ông Peskov nói điều này không đúng. Theo ATI, vào tháng 12 năm 2023, tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga có tổng cộng 617.000 binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, với gần 250.000 người trong số này được huy động từ lực lượng dự bị vào mùa thu năm 2022. Ông Putin cho biết Nga không có kế hoạch công bố đợt huy động thứ hai. Trong diễn biến liên quan, vào ngày 3 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 100.000 công dân Nga đã tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự kể từ đầu năm, với 16.000 người đăng ký sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow hồi cuối tháng 3. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, tại các cuộc phỏng vấn trong tuần qua, hầu hết các ứng viên cho biết động cơ chính thúc đẩy họ tham gia nghĩa vụ quân sự là mong muốn trả thù cho những người thiệt mạng trong thảm kịch hôm 22 tháng 3 tại Moscow. Kênh Military Samarit đưa tin phòng tuyến của Ukraine đang sụp đổ hàng loạt khi quân đội Nga đã vượt qua được chiến hào của đối phương theo nhiều hướng, nơi họ bị mắc kẹt vào đầu tháng 2. Ngày 2 tháng 4, ghi nhận lực lượng Moscow đã có tiến bộ đáng kể theo hướng Tây Abdiivka tại Pervomaisk và Berdychi. Kênh victor 55 dẫn lời chuyên gia quân sự Alexander Zimovsky cho biết, ở phía Tây Abdiivka, các đơn vị xung kích của Nga đã đóng một vòng vây ở Berdychi. Hiện có một tiểu đoàn của lữ đoàn cơ giới 47 được mệnh danh là nắm đấm thép theo chuẩn NATO của Ukraine kẹt trong nồi hầm. Nga ra tối hậu thư đối với lực lượng Kiev, hoặc là đầu hàng, hoặc là hoàn toàn bị tiêu diệt. Quân đội Ukraine đã nghĩ về điều đó và dường như quyết định mở đường máu để rút lui khi tung một trung đội xe tăng M1 Abrams đột phá vòng vây. Số phận Berdichi có lẽ sẽ được quyết định trong vài ngày tới. Kênh SGS xác nhận lực lượng Moscow đã tiến tới vùng ngoại ô cực Tây, làng Berdichi và đang truy quét tàn quân đối phương ở trung tâm ngôi làng. Trong khi đó, kênh Kedoman lại ghi nhận diễn biến phát triển nhanh hơn các kênh còn lại, khi cho rằng nhiều khả năng lực lượng Kiev có thể đã rút lui về đường màu vàng trong bản đồ dưới đây. Theo kênh Suri Yakamas, trên khu vực Tây Abdipka, quân đội Nga nắm quyền kiểm soát một phần bờ nam sông Duna ở tây bắc Tonenke, tiến tới các vị trí cách làng Umaske chưa đầy một km. Hơn nữa, họ đang dọn sạch những ngôi nhà cuối cùng tại Olipka ở bên kia sông. Lực lượng Moscow đã đứng vững bên kia sông, tuy nhiên có vẻ như họ vẫn chưa đến được dưới tây của ngôi làng, trong khi ở phía bắc, Kiev phản công quyết liệt Kênh Military Samari cho biết mũi xung kích tiên phong của Nga chỉ còn cách gia khoảng 600 mét và quan trọng nhất là họ dường như đã tìm ra được các chiến thuật tấn công đô thị khá hiệu quả để đánh bật lực lượng Kiev khỏi hệ thống hầm hào ở phía đông thành phố trên cao này. Hiện tại, lực lượng Moscow đã chiếm được mạng lưới chiến hào quan trọng trên đường tiếp cận gia Chỉ còn một vạt rừng với một chiến hào nhỏ trước khi binh sĩ của họ tiến vào thành phố. Kênh thì bà xác nhận, ở Tây Bắc mất, quân Nga đang tiến công mãnh liệt vào Chasovya. Mũi xung kích của họ đã tiến đến những ngôi nhà nằm cách rìa phía đông thành phố vài trăm mét theo đường thẳng. Kênh Avi Voankori cho biết, ở hướng nam Donetsk, lực lượng Moscow tiếp tục tiến lên, hình thành thế cộng kìm, bao vây Novomy Khaylovka. Cụ thể, quân đội Nga đang tấn công trên các cánh đồng ở nam khu định cư và các ngôi nhà nông thôn ở phía bắc việc tiến hành bao vây nhóm lực lượng Upleda của đối phương tại Novomy có ý nghĩa quan trọng đối với hai bên sườn của Nga. Các nhà phân tích quân sự của Ukraine cũng viết về điều này. Quân Nga đã kiểm soát một phần chiến hạo Đông Nam Novomy -Khailovka. Có lẽ họ đang cố gắng tiến tới Konstantinovka, đồng thời bao vây Novomy từ hướng Nam. Ở bắc Novomy lực lượng Moscow sử dụng xe bọc thép tấn công vào khu vực làng Masino-Choten, bản thân ngôi làng gần như nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 2 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 62 cuộc đụng độ được ghi nhận. Tổng cộng, đối phương đã phóng hai tên lửa, thực hiện 43 cuộc không kích và 39 cuộc tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn, trong ngày, máy bay Ukraine tấn công một hệ thống tên lửa phòng không và 13 khu vực tập trung quân đối phương các đơn vị tên lửa đã đánh trúng 6 khu vực tập trung quân, vũ khí trang bị, 8 hệ thống pháo, một hệ thống chống tăng và một hệ thống rocket phóng loạt của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở Kupians, Liman, Abdivka, Novopavlos, Maritka, Odekov, Zaporizhia và Kherson. Ở hướng Bắc Mớt, Nga không tiến hành các hoạt động tấn công, báo cáo viết. Ukrainska Pravda đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu vào ngày 2 tháng 4 lưu ý rằng Nga sẽ phải hứng chịu nhiều đòn trả đũa tầm xa tương ứng với các cuộc tấn công của mình. Ông Zelensky nói, hiện tại công việc cứu hộ đang tiếp tục ở Dnipro sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Đặc biệt, các tòa nhà của một trường cao đẳng và mẫu giáo đã bị hư hại. Tất cả các dịch vụ đều có sẵn. Tôi cảm ơn tất cả những người đang ứng phó, những người đang đến địa điểm, xảy ra các cuộc tấn công để hỗ trợ mọi người nhanh nhất có thể. Đây là điều quan trọng nhất. Ông nhấn mạnh điều quan trọng không kém là Nga nhận được phản ứng trước các cuộc tấn công của họ. Mỗi lần như vậy, họ đều có những đòn trả đũa tầm xa hơn. Kajip Independent đưa tin, theo trang web của Quốc hội Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký ba đạo luật đưa ra những thay đổi về huy động lực lượng vào ngày 2 tháng 4. Trong khuôn khổ luật mới, nam giới Ukraine từ 18 đến 25 tuổi có thể phải đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong khi nam giới từ 25 đến 60 tuổi có thể bị bắt đi chiến đấu. Trong thời gian thiết quân luật, chỉ những nam giới trên độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, cũng như nam giới từ 18 tới 25 tuổi đã từng có kinh nghiệm quân sự mới được huy động tham gia chiến sự. Luật giảm tối đa cho nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 27 xuống 25 tuổi cho phép nam giới trẻ tuổi được huy động tham gia chiến đấu. Tổng thống cũng đã ký hiệu lực tạo ra một hệ thống đăng ký trực tuyến dành cho quân nhân và hủy bỏ tình trạng đủ điều kiện một phần trong kỳ kiểm tra quân y. Từ ngày 2 tháng 4, báo cáo y tế sẽ chỉ có hai loại là đủ điều kiện và không đủ điều kiện. Người trước đây đã được kiểm tra là đủ điều kiện, một phần phải được kiểm tra lại. Chính phủ Ukraine đặt mục tiêu cập nhật khung pháp lý xung quanh về khuy động để tăng số lượng quân sẵn có vào năm 2024. Quốc hội Ukraine đang xem xét một dự luật mới nhằm tăng quân số trong lực lượng vũ trang Ukraine sau khi dự luật gây tranh cãi ban đầu bị rút lại. Theo Bộ Quốc phòng, việc hạ thấp độ tuổi nghĩa vụ quân sự bắt buộc sẽ giảm các chi phí không cần thiết và tạo điều kiện huy động nhiều nam giới đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự. Ukraine Farm đưa tin, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, trong bối cảnh Hạ viện trì hoãn viện trợ quy mô lớn hơn nữa cho Ukraine, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho người Ukraine như đã làm vào tháng trước. Ông nói, chúng tôi đã đưa ra một số biện pháp khẩn cấp nhất định. Bạn đã thấy, Lầu Năm Góc có thể trích ra 300 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ họ, tức là lực lượng Ukraine, trong gói khẩn cấp như thế nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét liệu chúng tôi có thể làm gì khác. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chính phủ Mỹ vẫn đang bị trói tay trong tình huống này và lưu ý rằng cần phải có luật với nguồn tài trợ bổ sung. Trước câu hỏi về việc liệu có thời hạn mà sau đó chính phủ sẽ bắt đầu làm nhiều hơn để hỗ trợ Ukraine hay không, ông Kibai trả lời rằng thời hạn này đã qua từ lâu khi Tổng thống gửi yêu cầu tới Quốc hội về gói viện trợ. Ông cũng nhấn mạnh rằng do các nhà lập pháp tại Hạ viện không hành động, các chỉ huy Ukraine trên thực địa đang đưa ra những quyết định khó khăn về cách bảo tồn đạn dược và duy trì vị trí. Đài tiếng nói Mỹ VOA đưa tin, đại sứ Mỹ tại NATO Julian Smith cho biết Liên minh quân sự đang thực hiện các biện pháp tích cực để cải thiện vị thế của mình ở các nước vùng Baltic nhằm chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Nhưng cho đến nay, bà vẫn chưa thấy những dấu hiệu về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh với Nga. Theo bà, trong số các biện pháp mà các nước vùng Baltic đang thực hiện là tăng cường huấn luyện và diễn tập quân sự chung, tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đông Âu. Nhưng nhìn chung, an ninh cho hơn một tỷ dân của các nước NATO, theo bà, được tạo điều kiện thuận lợi nhờ sự mở rộng của liên minh. Bà Smith khẳng định NATO coi mối đe dọa từ Nga là mối đe dọa trực tiếp chính cần phải đối phó. Nếu họ thành công, tất nhiên mối lo ngại là Nga sẽ tiếp tục tấn công các nước khác. Tôi muốn nói với những người bạn của chúng tôi ở vùng Baltic, chúng tôi không thấy mối đe dọa ngay lập tức đối với lãnh thổ NATO ở cả khu vực này, vùng Baltic hay nói thẳng ra là ở bất kỳ vùng nào khác. Bà nói trong hai năm qua, chúng ta đã thực hiện nhiều bước tăng cường gian đe và phòng thủ, đặc biệt là ở sơn phía đông. Chúng tôi rất coi trọng các mối quan ngại về an ninh của những người bạn ở vùng Baltic và đang thực hiện các bước chủ động để cải thiện vị thế của mình ở đó, nhà ngoại giao mỹ khẳng định tôi không muốn những người bạn của chúng tôi ở các nước vùng baltic có ấn tượng rằng bằng cách nào đó chiến tranh đang ập đến lãnh thổ nato ngay lập tức chúng tôi coi trọng vấn đề này nhưng không coi đây là mối đe dọa trước mắt chúng tôi không báo hiệu cho bất cứ ai rằng chiến tranh là không thể tránh khỏi chúng tôi không có dấu hiệu hay cảnh báo nào cho thấy một cuộc chiến của nga trên lãnh thổ nato sắp xảy ra và tôi thực sự muốn nói rõ điều đó Bloomberg đưa tin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đề xuất thành lập một quỹ cho Ukraine, trong đó các nước thành viên sẽ đóng góp tổng cộng là 100 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm. Theo Bloomberg, các thành viên liên minh vẫn đang thảo luận về đề xuất của ông Stoltenberg và các cơ chế phân bổ các khoản đóng góp, đặc biệt là liệu có tính đến tổng số tiền hỗ trợ song phương cho Ukraine hay không. Các nguồn tin cho rằng đề xuất này có thể sẽ thay đổi trước khi các đồng minh đạt được thỏa thuận. Các nguồn tin cho biết là một phần của gói này, NATO cũng có thể đảm nhận trách nhiệm hoạt động của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine do Mỹ đứng đầu, định dạng Ramstein nơi điều phối việc cung cấp vũ khí cho Kyiv. Với sự chỉ huy tối cao của tổng tư lệnh NATO, tướng Chris Cavoli, một động thái như vậy có thể bảo vệ cơ chế này khỏi bất kỳ thay đổi chính trị nào có thể xảy ra sau cuộc bầu cử Mỹ. NATO và Nhà trắng không trả lời yêu cầu bình luận. Nếu các đồng minh ủng hộ đề xuất của Stoltenberg, nó sẽ đánh dấu một sự thay đổi mô hình cho liên minh, vốn trước đây đã tránh xa các hành động có thể được coi là bị lôi kéo vào một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga, hướng tới sự hỗ trợ tích cực hơn cho Ukraine. Một ngày trước đó, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã triệu tập các quan chức chủ chốt chịu trách nhiệm về quan hệ quốc tế và quốc phòng để thảo luận về các mục tiêu hợp tác với NATO trong năm nay.